Phốc hươu là dòng chó rất được ưa chuộng ở Việt Nam. Có gì đặc biệt? Chó phốc hươu hay còn gọi là chó phốc là dòng chó có nguồn gốc từ Đức và người Đức tạo ra nhằm mục đích để săn bắt chuột ở các trang trại. Và ngày nay chúng được nuôi rất nhiều ở các hộ gia đình ở Việt Nam. Nhìn tổng thể thì ngoại hình của phốc hươu giống như phiên bản thu nhỏ của đồ vật men. Chó phốc hươu thuần chủng thường có chiều cao từ 24-30cm và cân nặng từ 4-6kg. Phốc hươu phổ biến nhất là màu đỏ sẫm, còn các màu hiếm gặp hơn là màu nâu, màu đen và màu sô-cô-la. Phốc hươu có bộ lông rất ngắn và siêu mượt. Phốc hươu thuần chủng có tuổi thọ trung bình từ 9-15 năm. Phốc hươu rất nhanh nhẹn, thông minh và trung thành. Và đặc biệt chúng là một trong những dòng chó bắt chuột siêu giỏi. Tùy vào màu sắc và phông người mà giá phốc hươu sẽ dao động từ 1,5 triệu tới 5 triệu đồng.